Xin chào Billboard Việt Nam. Mình là Tia. Mình là Lê Thiện Hiếu. Và hôm nay chúng tôi sẽ làm một bài test tình yêu tại studio Billboard Việt Nam. Nhiều lắm, cao lắm, 90%. Hồi xưa thì Tia cảm thấy là mình thích tìm hiểu Hiếu hơn, nhưng mà càng ngày là cảm thấy Hiếu hiểu mà lúc nào không biết. Nhiều khi đi úp vô bụng mình luôn á. Thành lá, thế đúng rồi. Lẽ ra là thành lá là đủ rồi. Hiếu viết thừa ra, tức là Hiếu đúng hơn 100%. Ba điểm á. Viết cho đúng nha. Tại. Ôi giời ơi, lệch rồi. Đâu? Người ta ghi là môi mông mắt. Môi mông mắt. Môi mông. Đây đâu phải mắt đâu, bóc tay đâu phải mắt đâu. Sai thôi. Gấu bông. Hôm đấy là Hiếu diễn ở phố đi bộ, xong là Tia mua một gấu bông, nhưng mà không tặng. Về kể chuyện, lẽ ra lúc đấy Tia xông lên tặng đấy, nhưng mà đông quá thôi, mang về tặng. Thế còn nói chuyện gì? Tặng sân khấu thì mang về tặng người khác thì là giấm dúi. Giấm dúi. Mấy cái? Ba cái. Thêm một cái búng tai, cái búng trán, một cái búng mồm. Trán ấy sao? Nó bị như đi á. Chứ sao? Bay make up à? À bay make up á. Ngu đi. Ta biết người ta bảo động vào đầu là ngu đi mà. Thế ba cái vào đâu cho chọn này? Ba cái vào tai. Đúng thôi. Thôi bấm cái ta thôi. Một cái hay hai cái vứt đi đâu? Một. Au à. Thế đây để nhẹ. Nhẹ chưa? Chưa. Ba. Mất công và thành nhau. Ô sao? Sao đấy? Bay vậy? Ờ bay. 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 Sao giống ta? Sao đúng vậy? Bay nhỉ? Nhìn bay lắm. Tia không giống người mặt đất. Nhìn qua Tia là mình tưởng ra như là Tia đang ở một nơi khác. Mới từ đâu hạ xuống. Tàu lượn. Đúng. Tàu lượn. Tàu lượn. Thật ra là Hiếu dám chơi đấy, chẳng qua lúc đấy Hiếu đang chưa sẵn sàng thôi. Không, chẳng bao giờ Hiếu sẵn sàng hết. Bao nhiêu lần rồi. Đây, bơi đâu gọi là chơi tệ nhất đâu, tại vì không biết bơi người ta không có tính là chơi tệ nhất. Thì không biết bơi. Ủa, mà vô cũng ghi rồi, nó là vậy rồi, nói gì nữa. Nhưng mà vấn đề là người ta không biết bơi đâu, tính là thôi, môn tệ nhất nữa. Than gì? Chọn cái gì? Vô đích. Chọc quá, à, mình đánh tay nha. Đánh tay. Ba chỗ khác nhau chứ ba chỗ cùng một chỗ. Ôi, ai mà chịu? Rồi cái gì nữa? Rời ra bên này. Xuống đến đây. Xuống đây. Biết rồi. Đánh lộn. Thôi nghỉ chơi đi. Chơi làm gì nữa. Nào mình nhận ôm nhau đi. Chưa mà. Chưa mà rồi. Sao? Có gì muốn nói không? Có. Nói gì? Nhưng đừng có tập mông nó xẹp xuống nữa, khó chịu. Đâu có tập mông xẹp, mông tự xẹp. Mông xẹp xuống rồi, không thích nữa. Thích mông bự. Eo. Nha, chỉ cần một người mông bự thôi, hai người mông bự đi ra đường, người ta nhìn người ta chỉ muốn đầm kim, người ta chọc thôi. Bự gì? Bự, cái đàn ông con trai mông bự đi. Như này. Mông vừa phải. Thôi bỏ qua mông mông má ra bên đi. Ờ. Đói quá rồi. Khi nào sống này ta? Ăn gì, ăn gì, ăn gì? Xong muốn ăn gì? Không biết. Ăn gì nóng đi. Ăn gì nóng lẩu. Chắc hết 1 phút rồi. Ừ, nãy giờ nói 1 phút rồi. Ok. Ok. Tâm sự mỏng xong. Cảm ơn các khán giả Billboard Việt Nam
đã theo dõi Tihi Couple trong cái mini game vừa rồi. Đói ghê các bạn. Thì bây giờ đi ăn. Xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp mọi người vào một dịp gần nhất tại studio Billboard Việt Nam. I love Billboard, nhớ follow fanpage và website của Billboard Việt Nam để update các thông tin của tụi mình và các nghệ sĩ nha. Peace.